Muốn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đòi hỏi con người phải vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần trong mọi trường hợp. Võ thuật, một khía cạnh của cuộc sống cũng vậy. Phương pháp tạo nên sự vững vàng trong võ thuật chính là tấn pháp. Có nhiều định nghĩa khác nhau về tấn pháp, nhưng trong thực hành lại tương đối giống nhau. Theo võ cổ truyền Việt Nam, tấn là giữ lại, ghìm lại một sức nặng nào đó trên một phần của cơ thể. Tấn là phương pháp giữ vững trọng tâm và cân bằng cho cơ thể con người ở mọi vị thế, mọi trường hợp nhằm có thể thực hiện những động tác, những ý muốn của toàn thân khi đứng yên hoặc chuyển động được linh hoạt, dễ dàng, chắc chắn và hiệu quả. Tấn pháp võ cổ truyền bao gồm 16 bộ tấn chính và 9 thế tấn căn bản nhập môn của võ cổ truyền sử dụng cho các môn sinh mới bước vào tập luyện với các tên gọi như lập tấn, miêu tấn, hạc tấn, xà tấn, trung bình tấn, quy tấn, vân vân. Hệ thống các kỹ thuật luyện tập tấn pháp sẽ giúp bổ trợ cho đôi chân của người tập đạt được các yếu tố nhanh, mạnh, dẻo dai, thăng bằng và linh hoạt. Cái bài tập tấn pháp này trong võ cổ truyền thì nó là cái bài tập về cơ bản nhất nhập môn, dùng để cho tất cả các cái là nó cái cơ sở cơ bản để cho những người tập về sau này như tập đối kháng, đối luyện, tập các bài quyền và binh khí. Thì các cái bộ tấn này thực hiện thì nó có 3 mức, là đứng thượng bộ là đứng thẳng, và trung bộ là đứng ở mức độ trung bình, và hạ bộ là người ta đứng thấp, bại mã xuống, đứng tọa tấn thấp xuống. Đấy. Cái bài tập tấn thì nó có cái tác dụng cơ bản nhất cho người tập, nó là tạo cho đôi chân con người thêm nhanh nhẹn, dẻo dai và tăng cái sức bật của cơ chân. Đấy. Thì cái ngoài cái việc đó ra thì các ổ khớp và các cái bộ gân và trên bộ chân của mình, trên đôi chân của mình thì nó sẽ tăng thêm cái sự đàn hồi, tăng khả năng đàn hồi của cơ chân. Tên gọi cũng như hình thức chuyển động của bài tập tấn pháp võ thuật cổ truyền chủ yếu được lấy tên của các loài linh miêu như miêu tấn, lấy sự nhẹ nhàng và linh hoạt của loài mèo. Hạc tấn là lấy sự thăng bằng, tĩnh lặng của loài hạc khi nghỉ, ngủ. Lấy sự lắt léo hoặc tác dụng mở giãn các ổ khớp khi đứng tập thế xà tấn. Tập sức dướn cũng như độ nén của các ổ khớp trên đôi chân của thế hổ tấn, vân vân. Trong hệ thống khi tập tấn thì tất cả các ổ khớp từ các đầu ngón chân đến khớp hông cùng các hệ thống cơ, gân đều được vận động co giãn, tăng sức đàn hồi và sinh nhiệt nhanh, tăng khả năng tiết dịch cho các ổ khớp, bổ trợ cho hệ vận động con người. Nó không những làm giảm khả năng lão hóa của xương khớp mà còn tăng lượng tập trung canxi, giúp xương khớp thêm chắc khỏe một cách tự nhiên và đơn giản. Thông thường, người tập luyện võ cổ truyền lấy tấn làm trọng vì ngoài việc có tác dụng rất lớn cho hệ cơ xương của người tập võ, nó còn được coi như linh hồn của võ thuật và cũng có tác dụng rất lớn về việc luyện tâm pháp cho người tập võ cổ truyền Việt Nam. Những người tham gia tập luyện bộ môn này đều cảm thấy những thay đổi nâng cao về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần sau một thời gian tập luyện. Công việc của tôi thường thường là phải ngồi về làm việc máy vi tính. Không, thời gian thì không có, nhưng mà khi mà mình vô tình mình gặp được cái câu lạc bộ võ thuật Việt Nam Công Phu này thì thời gian luyện tập rất là ngắn. Và đặc biệt thì khi mà tập võ thì tôi nâng cao được sức khỏe. Nhưng mà ngoài khi mà võ thì cũng thể như các môn thể thao khác là sức khỏe, nhưng mà khi tập võ tôi có thể hoàn hảo hơn cơ thể của mình và giảm được các stress khi công việc quá áp lực. Khi mà tập võ được một thời gian thì tôi thấy mình đã giảm được cân và đặc biệt là nhanh nhẹn hơn, tinh thần được sảng khoái. Trong khoảng thời gian mà được tập luyện cùng võ đường thì tôi cảm thấy là tập võ có một ý nghĩa rất to lớn đối với bản thân tôi. Tôi cảm thấy là sức khỏe của tôi được nâng cao lên rất nhiều, từ cái thể lực đến cái tinh thần của mình được sảng khoái hơn. Và cái đặc biệt là tôi cảm nhận được là cái sức chịu đựng của mình nó được bền bỉ hơn rất là nhiều. Trong cái quá trình tập võ thì tất cả mọi người tập đều đầu tiên là mọi người mong muốn là đều có sức khỏe. Thì khi con người bước đến tập thì ta thấy là trải qua một quá trình tập vận động từ các cơ khớp, rồi từ các vận động chân tay, rồi các động tác về thân thể, rồi là các cái động tác sâu hơn nữa, khó hơn nữa về luyện tác công phu, thì con người mình có một cái bản lĩnh và có một cái tinh thần là thứ nhất là sống là nó dứt khoát theo như cái giống như cái đường thế võ cổ truyền, dứt khoát mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn. Đấy. Ngoài ra thì
Và có một cái chút nữa là cái phần tác dụng tập, thì các môn sinh vào tập đều phải tuân theo các quy tắc của giáo điều, môn quy, môn pháp, giáo điều của câu lạc bộ của võ đường. Thì cái người tập đấy cũng nhằm theo những cái quy tắc đó mà sinh hoạt trong đời thường, thì nó cũng là một cái quy chuẩn về đạo đức của con người trong xã hội. Hy vọng trong thời gian tới, việc phát triển các bộ môn võ thuật cổ truyền sẽ được đẩy mạnh, tạo ra sân chơi giao lưu cho mọi người, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.